Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Tuấn. Mọi người gọi mình là Tuấn Bin và nickname của mình là Tuấn Minh Quy nha. Thì hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học trở lại sau 2 tuần mình được nghỉ ấy. Mình được nghỉ kiểu giữa các term với nhau ấy. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi học xem ở trường mình có gì nha. Intro. Let's go. We see the hype outside. Right from the house. Took it straight from outside. Straight to the couch. We put the mic outside. Edit shit out. Vừa ra khỏi hầm phát nắng cháy tâm can luôn ạ. Sợ thật đấy. Nhưng mà thực ra thì cái thời tiết Singapore này mình không thể đoán được bạn ạ. Bây giờ nó nắng, 5 phút sau nó mưa. Chịu thôi. Các bạn biết tại sao mà khi mình ra đường mình hay phải đeo tai nghe không? Mình không phải đeo để nghe nhạc đâu. Mình bật chống ồn để cho nó đỡ ồn đấy bạn ạ. Ở ngoài đường gió to quá, đứa hết cả tai. Tai mình mới mỏ đấy chứ. Nó cứ ù á. Đố má. Sợ mẹ luôn. À đây là thằng bạn học cùng lớp của mình nhá. Nó mới có 19 tuổi thôi. Yep. Đấy. I don't know what you're talking about, bro. Anh bạn Trung Quốc 16 tuổi. Mấy cái thằng hút thuốc là rất chi là bad boy nhá. Again? Mày. What? Điên mày. No. Điên mày. Địt mẹ mày. Địt mẹ mày. Yeah. Hôm nay sẽ là một ngày. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày nắng cháy tâm can rồi. Nóng quá. Nắng cháy tâm can luôn. Cái nhà bên cạnh nó đang xây. Ổn quá các bạn ơi. Lớp học của mình nè. Đây là những thứ mà mình mang đi học nha. Đó. Và ở Việt Nam mình học sốt tiếng Anh quá cho nên là sang bên đây mình phải học lại tiếng Anh đó bạn. Sau khi học tiếng Anh thì mình sẽ vào chuyên ngành của mình. Nhưng mà các bạn nào mà có dự định đi du học thì nhớ chăm chỉ học ở Việt Nam cho đỡ tốn tiền bố mẹ nha. Đây là thầy giáo của mình nè. All your class, you were not on the list, I don't remember. I don't know, again, I saw only one person. It's okay. Again, you don't have to sign up. And then there's also the elementary class. Some of them signed up as well from elementary. So the tutorial is open to everyone. So it's 2 hours. So again, it's extra practice. So if you want to, again, you know, think about it. You can sign up to talk to Xinyan. But that's what it is. So both of those classes, the regular class here, and the tutorials will be done the same way. So Monday, Tuesday, Wednesday, it's here. Thursday, Friday, it's online. So the tutorial is 1 to 3. 1 to 3. So it's extra practice. So for most of you, that should be, you know, enough English for a day, 5 hours. That should be plenty. So as long as, you know, you do most of the stuff, then it should help you extra. Is that his filming? Yeah. What did he film? I have YouTube channel. Đấy các bạn ạ, mình là bạn ạ. Đấy là lý do tại sao mình và các bạn hay chăm chỉ học ở Việt Nam nha. Nói nhanh như thế thì ai mà nghe được, phải căng tai cho nghe các bạn ạ. Chăm chỉ học vào nha. Chăm chỉ học vào đấy. Không thì đi du học không nghe được đâu. Từ trường đi ra quán ăn mất có ào đâu. Từ trường đi ra chỗ restaurant đó có một cây mà
đi như kiểu là 100 cây á, sợ quá. Nắng. Cháy nắng mất rồi. Mỗi lần qua đường là cả một vấn đề lớn đấy các bạn. Nắng 34.000 độ. Nhiệt độ cảm nhận 70.000 độ. Rất ít rabbit, nhưng mà nó khá là đẹp đấy. Đây này, công đoạn này, công đoạn này là công đoạn khó nhất. Nóng quá. Đường đi ăn sầm gian nan quá. Mình đang đi ăn trưa nha. Quán này khá là hay. Đây có phải là cái máy quay cổ không ta? Đi suy xoáy niên chi bà. Thì đây là bữa trưa của mình nhé. Đại bạc cái này thôi. Ăn rồi còn học chứ. Không ăn sao học được rồi các bạn. Enjoy bro. Enjoy enjoy. I'm filming you. Một lần nữa nhớ chăm học vào nha các bạn. Không chăm học khổ như mình đấy. Học nhiều lắm. Quán khá là nice. Đồ cũng khá là tốt. Nhà này khá là nice. Khá là đẹp luôn. Thank you. Khá là ngon các bạn ơi. Mà mình không có tiền ăn đấy. Kiểu mình ăn xong ấy, giờ lại phải quay lại trường để học tiếp. Học nốt 2 tiếng tutorial. Một ngày học 5 tiếng ở trường. Được nghỉ 1 tiếng buổi trưa thôi các bạn. Tôi bị mệt luôn. Đấy. Các bạn phải học. Học giỏi vào. Ở Việt Nam vào thì sang bên này nhầm, đi nước ngoài ấy, đi nước nào cũng vậy thôi, các bạn phải học hỏi ở Việt Nam vào. Ra nước ngoài sẽ đỡ mệt các bạn ạ, và đỡ tốn tiền của bố mẹ nha. Ở Việt Nam mình lười quá. Mụ này. Ở Việt Nam mình chỉ chơi thôi à. Ở Việt Nam mình có học không, mình có học đâu. Sang bên này phải học lại khổ vãi. Thanh niên này mệt mỏi gì không? Học chốt đấy. Học chốt thì phải học nhiều quá nên mệt đấy. Đúng quá. Sau 5 tiếng đánh vật thì mình cũng học xong rồi. Bắt được thằng đệ. Nó cũng học xong cùng giờ với mình. Hey. Thằng cu này chủ nhật nó về Trung Quốc rồi. Cho nên là mình sẽ đi học một mình. Chán vãi. Độc làm mấy cái trò mấy thằng trẻ con làm ấy trông ngu thực sự. Má nó thế rồi kiểu gì mình kiểu học xong rồi ấy, xong rồi cái thằng cu này nó rủ mình đi cầu nguyện cho người yêu cũ nó gì đó. Ok đi thôi, thằng nào nó sắp về Trung Quốc rồi, đi cho biết cái nhà thờ bên này nó như nào. Thực ra đây là cái chùa thấy giống của người Thái vậy, chứ không phải là nhà thờ, đây là chùa. Khá là đẹp. Rất là yêu người yêu cũ nhá. Đấy. Cầu cho nguyện cho người yêu cũ ấy. À, đây là chùa của cha nhít này.
một ngày đi học của mình chắc kết thúc ở đây thôi. Đi học về cùng thằng này. Giờ mình sẽ đi bắt buýt và đi về nhà. Quá nóng nực, nắng cháy tâm can. May quá, chỗ bắt buýt dâm. Tưởng tắm bữa đầu chết. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến giờ phút này nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và chia sẻ giúp mình nha. Thank you. Peace.